Chào các bạn, thì trong clip hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách móc một cái mẫu áo bikini đi chung với cái chân váy hôm trước mình hướng dẫn nè. Mẫu áo của mình nó cũng tạo bèo ở bên dưới ha, và cũng có trang trí họa tiết dâu lên trên thân áo. Bên trong thì có gắn một lớp mút cho cái phần thân áo của mình nó được cứng cáp hơn. Ngoài phối với cái chân váy thì cái mẫu áo này các bạn cũng có thể phối theo nhiều phong cách khác ha, tùy vào sở thích của mỗi người. Để móc cái thân áo này mình cũng sử dụng là sợi fingering nè, tính chất của sợi là sẽ có 4 sợi nhỏ chập lại. Và ở đây mình cũng chập đôi hai sợi lại để móc ha. Các bạn có thể chập đôi cho mình theo hai cuộn len hoặc là chập đôi sợi bên ngoài và một sợi ở bên trong nè. Thì cái sợi ở bên trong nó sẽ có một cái lõi như thế này, các bạn sẽ kéo cho mình cái lõi ra ha và mình sẽ chập đôi sợi lại và mình móc. Kim móc ở đây mình dùng đó là kim móc hai đầu. Mình sẽ sử dụng đầu số 4 ha. Hoặc là nhiều bạn không có cái mẫu kim này thì các bạn cũng có thể sử dụng cái đầu kim và mình so với sợi len á. Khi các bạn so với sợi len thì đầu kim nó sẽ lớn hơn hoặc là bằng sợi len ha. Đây, khi chập đôi sợi len lại nè thì đầu kim so với sợi len nó sẽ như thế này. Các bạn sẽ so sánh cho mình đầu kim với sợi len là chính xác nhất. Ngoài ra còn có kim khâu len để mình khâu cái phần mút vào trong thân và kéo cắt len. Dụng cụ không thể thiếu đó là một cặp mút như thế này. Đây, một cặp mút tam giác ha. Ở đây mình sử dụng mút không độn nè. Thì mẫu này các bạn cũng có thể không dùng mút cũng được ha. Mình dùng mút cho cái mẫu áo của mình nó được cứng cáp hơn. Thì bây giờ mình sẽ hướng dẫn chi tiết. Đầu tiên thì các bạn sẽ móc cho mình một cái cúp ngực như thế này. Mình sẽ móc hai cúp ngực để mình chập lại ha. Ở đây mình đã móc sẵn một cái rồi nè. Cúp ngực của mình nó sẽ có cái độ nghiêng như thế này ha. Thì khi nó có cái độ nghiêng nhô lên nè, ta đưa vào cái phần mút thì cái phần len của mình nó sẽ ôm sát với cái phần mút. Đây. Thì bây giờ mình sẽ hướng dẫn cái cúp còn lại nha. Đầu tiên tạo một vòng tròn, móc và kéo len qua vòng tròn. Dùng tay kéo sợi len dài để thành một nút. Từ nút này móc lên một dây móc xích dài 18 mũi móc. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 và 18. Sau khi đã móc được 18 mũi móc xích, các bạn sẽ đưa cho mình cái mũi móc xích này đo với phần cúp ngực nè. Tùy vào tay thợ móc, có thợ móc lỏng tay, chật tay, các bạn sẽ đo cho mình cái xích đầu tiên này làm sao cho nó có cái độ dài từ cái phần đáy ở bên dưới nè lên cái phần đỉnh của cúp mút là được. Đây, nó sẽ có cái chiều dài như thế này ha. Và sau khi đã có được cái chiều dài của sợi dây xích đầu tiên rồi thì mình sẽ tiến hành móc cái phần cúp. Móc lên cho mình hai mũi móc xích. 1 2 đâm kim vào chân móc thứ 18, móc một mũi kép đơn. Tiếp tục chân thứ 17 cũng móc một mũi kép đơn. Chân kế bên cũng tương tự, móc một mũi kép đơn. Và từ đây sẽ móc tương tự cho các chân móc còn lại cho đến chân móc cuối cùng. Mỗi chân móc mình sẽ móc một mũi kép đơn vào mỗi chân móc. Sau khi đã móc được các cái mũi kép đơn cho đến cuối hàng
thì lưu ý ở cái chân móc cuối cùng của cái sợi dây xích này. Ta có một cái chân móc cuối cùng này, thì chân móc này các bạn sẽ tạo cho mình một cái độ bo cua ha, một cái độ nhọn ở đây nè. Thì các bạn sẽ móc cho mình vào cái chân móc cuối cùng này hai mũi kép đơn. 1 và kép đơn thứ hai vào cùng một chân móc. Khi có được hai mũi kép đơn vào cái chân móc cuối cùng này rồi thì từ đây tiếp tục móc lên một mũi móc xích và cũng đâm kim vào chân móc mình vừa móc hai mũi kép đơn đó, móc tiếp vào đó hai mũi kép đơn nữa. Tức là chân móc cuối cùng này mình sẽ có được 4 mũi kép đơn ha. Kép đơn thứ ba nè, tiếp tục mũi kép đơn thứ tư. Thì mình sẽ tạo ra được một cái bo góc cho cái đỉnh này nè. Nó sẽ có 4 chân móc cho cùng một cái chân móc cuối cùng và cách nhau là một mũi xích. Được cụm này rồi thì di chuyển kim đến 17 chân móc còn lại. Mỗi chân móc sẽ là một mũi kép đơn vào mỗi chân móc ha. Đây, chân kế tiếp sẽ là cái chân móc này, móc vào đây một mũi kép đơn nè. Tiếp tục chân kế bên một mũi kép đơn. Chân kế tiếp một mũi kép đơn. Và móc tương tự cho mình cho đến cuối hàng ha. Khi móc các bạn sẽ giấu cho mình cái sợi len thừa vào trong mũi móc để khi ta cắt len không phải giấu len nhiều nè. Sợi len thừa của mình khi móc nó sẽ được giấu vào trong mũi móc như thế này ha. Đây, tiến hành móc tương tự cho các chân móc còn lại cho đến cuối hàng. Mỗi chân móc ta sẽ móc một mũi kép đơn vào mỗi chân móc. Sau khi đã móc đến cuối hàng thì ta được một cái hàng móc đầu tiên như thế này ha. Cái hàng móc đầu tiên của mình nó sẽ tạo cái độ bo nhọn ở bên trên nè. Thì hàng móc thứ hai móc lên cho mình hai mũi móc xích và quay ngược đầu móc lại. Hàng móc thứ hai cũng làm tương tự như hàng móc đầu tiên ở đây, nó chỉ khác ở cái điểm bo nhọn ở bên trên này. Thì các bạn sẽ móc cho mình vào mỗi chân móc làm một mũi kép đơn vào mỗi chân móc ha. Móc tương tự cho mình cho đến cái đỉnh nhọn ở bên trên. Chân kế bên một mũi kép đơn nè. Chân kế tiếp một mũi kép đơn. Và móc tương tự cho các chân móc còn lại ha, móc cho đến cái đỉnh nhọn bên trên. Đây, cho đến cái mũi xích này nè. Sau khi đã móc được các cái mũi kép đơn cho đến cái chân móc xích ở cái đỉnh nhọn ở hàng phía dưới á, thì các bạn sẽ móc cho mình vào cái khoảng trống này. Nó sẽ có một cái khoảng trống như thế này ha. Ta sẽ móc vào đó một cụm tương tự như cái chân móc cuối cùng ở cái xích đầu tiên á. Tức là mình sẽ móc vào đó hai mũi kép đơn nè. Vào cái khoảng trống này ha, móc vào cho mình hai mũi kép đơn. Kép đơn thứ nhất nè và kép đơn thứ hai. Được hai mũi kép đơn rồi, móc lên một mũi móc xích. Và tiếp tục móc vào đó hai mũi kép đơn nữa. Ta sẽ có mũi kép đơn thứ ba nè. Tiếp tục mũi kép đơn thứ tư. Thì mình sẽ tạo ra được cái điểm nhọn thứ hai cho cái hàng móc thứ hai ha. Được một điểm nhọn này rồi thì di chuyển kim đến các chân móc còn lại bên này và mỗi chân móc mình sẽ móc một mũi kép đơn vào mỗi chân móc. Thì ở cái chân móc đầu tiên của cái hàng móc này nè, các bạn sẽ để ý cho mình ha. Cái cụm 4 mũi này nó sẽ có cái độ dày nè. Khi móc nhiều khi nó bị che đi cái chân móc đầu tiên á, thì các bạn đẩy cho mình cái cụm này qua. Và ta sẽ thấy được cái chân móc đầu tiên nè, móc vào đó một mũi kép đơn.
Sau đó di chuyển kim đến các chân móc còn lại ha. Mỗi chân sẽ móc một mũi kép đơn vào mỗi chân móc và tương tự cho đến cuối hàng. Sau khi đã móc được đến cuối hàng, ta hoàn tất được hàng móc thứ hai. Và cái hàng móc thứ hai này của mình nó cũng có cái điểm nhọn ở cái góc bên trên nè. Đây, lúc này thì cái phần cúp của mình nó sẽ có cái độ bo nhỏ lại. Ha, nó sẽ tạo ra một cái góc như thế này cúp xuống nè. Thì hàng móc thứ ba móc lên hai mũi móc xích và quay ngược đầu móc lại. Ở hàng móc thứ ba thì cũng làm tương tự giống như hai hàng móc mà mình vừa móc ở đây. Tức là mỗi chân sẽ là một mũi kép đơn vào mỗi chân móc. Móc tương tự cho cái đỉnh nhọn này. Thì đến cái khoảng trống của cái mũi móc xích ở chính giữa này ha, mình cũng móc vào đó một cái cụm gồm hai mũi kép đơn, một xích và hai mũi kép đơn nè. Đây, móc vào cái khoảng trống này một cái cụm tương tự ha, hai mũi kép đơn, một xích và hai mũi kép đơn. Và lưu ý cái cụm của cái điểm nhọn này nè, nó sẽ có cái độ dày á. Khi ta móc nó dễ bị che đi cái mũi móc đầu tiên của cái hàng móc kế bên á, thì các bạn để ý cho mình cái mũi móc đầu tiên nè. Sau đó mình sẽ móc tương tự cho đến hết hàng và sẽ quay ngược đầu móc và làm tương tự ha, thì mình sẽ tạo ra được một cái cúp ngực như thế này. Và cúp ngực của mình nó sẽ có cái độ bo lại phía dưới ha, tạo một cái góc như thế này nè. Để cái phần cúp len này nó được ôm sát vào trong cái cúp mút á. Tùy vào tay thợ móc lỏng hay chật ha, các bạn sẽ móc cho mình thêm nhiều hàng móc nữa, làm sao cho cái phần len này nó ôm sát với cái phần cúp ha, có cái kích thước vừa với cái phần cúp và rộng hơn một chút xíu để mình khâu cái phần cúp này vào trong cái phần cúp len nè. Đây, ta sẽ khâu cúp mút vào trong cúp len. Cứ mỗi chân móc các bạn sẽ móc cho mình một mũi kép đơn vào mỗi chân móc. Chân kế bên cũng móc một mũi kép đơn nè. Thì sợi len này nó được chập lại từ nhiều sợi nhỏ nên khi móc các bạn cẩn thận cho mình ha, để nó không có bị tưa sợi á. Móc tương tự cho mình cho thêm nhiều hàng móc nữa. Thì ở đây mình đã lên được tổng cộng là 8 hàng móc cho cái phần cúp của mình ha. Lúc này phần cúp của mình nó đã có cái độ bo ôm lại nè, nó sẽ tạo ra được một cái góc như thế này. Thì bây giờ mình sẽ tiến hành viền lại và mình nối hai cái cúp này lại với nhau ha. Khi đã kết thúc được 8 hàng móc thì móc lên cho mình một mũi móc xích ở cái điểm cuối cùng nè. Sau đó sẽ đâm kim vào các cái chân móc ở bên trong ha. Thì chân móc đầu tiên mà mình móc sẽ là cái chân móc mà mình móc cái mũi á, móc kép đơn cuối cùng nè. Đây, móc vào đó cho mình hai mũi móc đơn ha. Móc đơn thứ nhất. Tiếp tục mũi móc đơn thứ hai. Tiếp tục di chuyển kim đến chân móc kế bên. Đây thì các bạn sẽ đâm kim cho mình vào các cái chân móc mà mình móc mũi kép đơn ha. Chân kế bên này cũng móc hai mũi móc đơn cùng chân móc. Tiếp tục chân kế tiếp cũng móc vào hai mũi móc đơn ha. Móc tương tự cho mình mỗi chân sẽ là hai mũi móc đơn vào cùng một chân móc nè. Móc đơn thứ hai. Ta sẽ viền lại được một cái cúp đầu tiên ha. Móc tương tự cho mình cho đến cuối. Mỗi chân móc mình sẽ móc vào đó hai mũi móc đơn vào cùng một chân móc. Sau khi đã viền được cái phần cúp đầu tiên, mỗi chân móc ta móc hai mũi móc đơn vào cùng một chân móc nè. Thì đến cuối hàng, chân móc cuối cùng sẽ là chân móc của mũi kép đơn đầu tiên ở cái hàng móc cuối cùng á, thì các bạn sẽ đâm kim cho mình vào cái chân móc cuối cùng đó. Đồng thời mình sẽ đâm kim vào cái chân móc kế tiếp của cái cúp ngực thứ hai. Và ta sẽ viền lại tương tự như cái cúp bên này ha.
Các bạn để ý giúp mình ở cái cúp mà mình vừa viền nè. Hàng móc đầu tiên ta để cái mặt trái ra bên ngoài, thì cái cúp thứ hai các bạn cũng để cho mình mặt trái của hàng móc đầu tiên ở cái cúp thứ hai mình cũng đưa ra bên ngoài ha. Sau đó mình sẽ viền lại. Thì đây sẽ là cái chân móc đầu tiên nè. Đâm kim vào chân cuối cùng của cúp bên này rồi ha, thì đâm kim vào chân đầu tiên của cái cúp còn lại. Tức là ta sẽ đâm kim vào hai chân móc song song với nhau. Từ đây móc vào hai mũi móc đơn cùng một chân móc này ha. Móc đơn thứ nhất nè. Tiếp tục mũi móc đơn thứ hai. Như vậy là mình đã nối được hai cái cúp lại với nhau rồi. Di chuyển kim đến các chân móc của cái cúp còn lại này và cũng làm tương tự như cái cúp mà mình vừa móc á. Tức là mỗi chân móc mình sẽ móc hai mũi móc đơn vào cùng một chân móc. Và khi móc cũng giấu cái sợi len thừa ở cúp thứ hai vào ha. Mỗi chân móc cứ móc cho mình hai mũi móc đơn nè. Chân kế bên hai mũi móc đơn nè. Chân kế tiếp cũng hai mũi móc đơn. Và móc tương tự cho đến cuối hàng. Sau khi đã móc được đến cuối hàng, mình sẽ nối lại được hai cái cúp lại với nhau rồi. Thì kết thúc cái phần viền này, đâm kim cho mình vào chân móc của mũi kép đơn cuối cùng ở đây. Là cái chân móc cuối cùng này, đâm kim vào móc một mũi dời. Để mình kết thúc cái hàng viền ha. Như vậy là mình sẽ hoàn tất được cái phần viền của thân áo ha. Bây giờ mình sẽ tạo cái phần bèo. Thì để tạo phần bèo móc lên cho mình 3 mũi xích. 1, 2 và 3. Quay ngược đầu móc lại. Hàng móc đầu tiên để tạo phần bèo cho cúp ngực á, thì các bạn sẽ tiến hành tăng mũi cho mình ha. Tức là mỗi chân móc ở cái phần viền này nè, ta sẽ có các cái chân móc như thế này, thì mỗi chân móc các bạn sẽ móc vào đó cho mình hai mũi kép đơn cùng một chân móc. Chân đầu tiên là chân móc này, móc vào hai mũi kép đơn nè. Kép đơn thứ nhất. Tiếp tục mũi kép đơn thứ hai. Tương tự cho chân móc kế bên, cũng móc cho mình vào chân kế bên này hai mũi kép đơn cùng chân móc. 1 và kép đơn thứ hai nè. Tiếp tục hai chân móc thứ ba cũng móc hai mũi kép đơn vào cùng một chân móc. Từ đây các bạn sẽ làm tương tự cho mình các cái chân móc còn lại cho đến cuối hàng. Tức là mỗi chân móc mình sẽ móc vào đó hai mũi kép đơn cùng một chân móc. Chân kế bên cũng hai mũi kép đơn nè. Móc tương tự cho đến cuối hàng ha. Sau khi đã móc được đến cuối hàng, mỗi chân móc sẽ có hai mũi kép đơn, thì lúc này cái số mũi móc nó sẽ nhân đôi lên ha. Hàng móc thứ hai lên hai xích, quay ngược đầu móc lại. Ở hàng móc thứ hai này cũng làm tương tự như hàng móc đầu tiên, tức là mỗi chân móc sẽ có hai mũi kép đơn vào cùng một chân móc, ta sẽ nhân đôi số mũi móc của cái hàng móc đầu tiên này ha. Chân đầu tiên đang móc hai mũi kép đơn. Chân thứ hai cũng móc hai mũi kép đơn vào cùng một chân móc. Tương tự cho đến cuối hàng ha. Thì lúc này cái số mũi móc của hàng móc thứ hai này nó sẽ gấp đôi so với hàng móc thứ nhất. Sau khi đã hoàn tất được hàng móc thứ hai, thì lúc này cái phần lai áo của mình nó sẽ tạo cái độ bèo như thế này ha. Nó tạo cái độ bèo nhún cho phần lai áo của mình được đẹp hơn nè.
Thì khi kết thúc cái hàng móc thứ hai này, ta tiến hành móc lên một mũi móc xích, sau đó cắt len và giấu sợi len thừa vào trong các cái mũi móc ở đây. Thì mình sẽ hoàn tất được phần thân áo. Tiếp tục tạo cho mình một cái sợi dây móc xích như thế này. Thì để cho cái sợi dây của mình nó có cái độ dày, nó không có bị đứt á, thì các bạn sẽ chập tư sợi lại cho mình ha. Sau đó mình móc một cái sợi dây móc xích như thế này. Thì lúc này cái sợi dây của mình nó sẽ có cái độ dày như thế này ha, cho nó được chắc chắn hơn nè. Các bạn sẽ móc cho mình một cái dây xích đầu, làm sao cho cái dây xích này nó vừa cột được qua cái phần ngực ha, để mình cố định cái thân áo. Sau đó mình sẽ luồn cái sợi dây móc xích này vào các cái chân móc mà ta móc hai mũi móc đơn vào cùng một chân móc á, của cái phần viền ở thân áo nè. Mình sẽ viền xen kẽ lại, các bạn sẽ luồn cho mình xen kẽ vào các cái chân móc như thế này ha. Đây, luồn xen kẽ cho mình cho đến hết nè. Thì mình sẽ có được cái sợi dây buộc ra phía sau như thế này. Nó sẽ có được cái độ dài buộc ra phía sau ha, cố định cái phần thân áo nè và phần ngực. Và sau khi đã có được cái sợi dây để mình cố định vào phần ngực rồi á, thì ở hai cái đỉnh bên trên các bạn sẽ tạo cho mình một cái đoạn dây như thế này, để mình có thể luồn ra phía sau cột vào cổ. Và để cho cái sợi dây móc xích này nó không có bị lộ sợi len thừa khi ta nối, các bạn sẽ để cho mình một cái sợi len dài ha, có cái độ dài vừa đủ. Sau đó mình sẽ gập đôi cái sợi len này lại nè. Đây, các bạn sẽ gập đôi cái sợi len này lại thì mình sẽ có được một cái điểm móc đầu tiên ở đây. Đây, ta sẽ có được cái điểm móc đầu tiên này ha. Thì mình sẽ bắt đầu móc cái phần dây ở cái điểm này. Đâm kim vào cái chân móc xích của cái điểm nhọn này nè. Đâm kim vào cái khoảng trống này ha. Sau đó kéo cái nút ta vừa tạo này qua cái khoảng trống. Từ đây mình sẽ móc lên một dây móc xích có cái độ dài vừa đủ để mình cột ra phía sau cổ nè. Khi ta chập tư sợi lại thì cái độ dày của cái mũi móc xích nó sẽ bằng với cái độ dày của xích đầu tiên mà mình tạo ở cái phần lai áo phía dưới ha. Đây, nó sẽ có cái độ dày như thế này nè, bằng với cái độ dày của sợi dây xích đầu tiên mà mình tạo á, và nó sẽ không có cái sợi len thừa ở đây ha. Cứ móc tương tự cho mình cho đến khi mình đạt được cái độ dài của sợi dây nè. Sau khi đã hoàn tất được cái sợi dây xích thì mình sẽ có hai sợi dây xích để mình cột ra phía sau cổ ha. Ở phía trước các bạn có thể đính thêm cho mình các cái họa tiết dâu cho phần thân áo của mình thêm xinh xắn hơn. Mình sẽ hoàn tất được phần thân của bikini len ha. Các bạn sẽ tiến hành khâu cho mình cái phần mút xốp này vào trong, vào mặt trong của thân áo á. Thì cái khách khâu cũng rất là đơn giản, sử dụng cho mình một cây kim khâu nhỏ, sau đó mình luồn cái sợi len mà mình móc bikini qua cái kim khâu nè. Có rất là nhiều cách khâu ha, các bạn có thể khâu cho mình tùy thích. Ở đây mình tiến hành đâm kim vào chính giữa của hàng móc cuối cùng ở cái phần bikini len. Đây, vào các cái chân móc nằm chính giữa nè. Đồng thời đâm kim vào cái mút ha. Đâm kim từ ngoài vào trong nè. Và khi đâm kim các bạn sẽ canh đều cho mình cái mũi đâm của mình, chia đều cho cái phần mút ha, cho cái mũi đâm của mình nó được đẹp hơn. Đây, đâm kim ở các cái chân móc phía ngoài nè, chính giữa ha, đồng thời đâm kim luôn vào cái phần mút nè. Khâu tương tự cho các cái chân móc còn lại luôn nha. Sau khi đã khâu hoàn tất được như thế này rồi thì tạo một guốc ở đây cho ta cố định lại được cái sợi len nè. Còn cái sợi len thừa thì đâm kim ra phía sau. Sau đó giấu sợi len thừa vào trong cái chân móc luôn. Thì mình sẽ cắt len nè. Như vậy là mình sẽ khâu hoàn tất được phần mút xốp vào trong phần len ha. Ta sẽ hoàn tất được một mẫu áo bikini như thế này.
Đối với mẫu áo này thì các bạn có thể phối cho mình với chân váy hoặc là cái phong cách khác nhau tùy vào sở thích của mỗi người ha. Chúc các bạn thành công!